Long Môn là một vách đá cao sừng sững. Sông Hoàng Hà đổ đến đây tuôn trào như thác, dòng nước ồ ạt đổ xuống mãnh liệt như thiên binh vạn mã. Cá chép muốn bơi ngược được thác nước ấy phải có sức chiến đấu bền bỉ và siêu phàm. MDRT là một danh hiệu tuyệt hảo đẳng cấp toàn cầu và là một chất lượng dịch vụ tuyệt hảo đối với khách hàng tại Việt Nam. Là chiếc cúp danh giá dành riêng cho những người bán hàng giỏi, chứng tỏ được kiến thức chuyên môn vững vàng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt và dịch vụ khách hàng nổi bật. Bền bỉ như chú cá chép nhỏ trên sông Hồng Hà. Năm 2021 là một năm đầy thử thách, đặc biệt là giãn cách xã hội. Tuy nhiên, chúng ta là những chú cá chép mạnh mẽ, chúng ta luôn thích nghi tốt dù môi trường đầy khắc nghiệt. Thử thách nó cũng là một cái cơ hội để các anh chị chúng ta nâng cao được kiến thức cũng như là cái kỹ năng của mình, nâng cao được cái sự quan tâm của mình đến khách hàng. Mặc dù là trung tâm của dịch bệnh thiên tai, nhưng không lúc nào anh em vẫn là một quanh tinh thần quyết chiến MDRT. Không ai không khó khăn, khó khăn là chứng minh chúng ta thật sự xứng đáng. Có thể nói rằng là yếu tố công nghệ là yếu tố rất là quan trọng mà các anh chị MDRT đã rất là nỗ lực tạo ra được một cái hiệu ứng rất là tốt cho lực lượng MDRT. Bắt kịp xu thế, biến đổi nhanh chóng, thích nghi hoàn cảnh, chống lại nghịch cảnh. AA của chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất toàn cầu. AA Quảng Ngãi hướng đến xây dựng cái lực lượng chuyên viên tư vấn. Đã là chuyên viên tư vấn thì phải là chuyên viên tư vấn ngoại hạng. Đã là chuyên viên tư vấn ngoại hạng thì phải là MDRT. Đích đến MDRT đang rất gần chúng ta. Tiếp tục vượt khó, tiếp tục thích nghi, luôn luôn chinh phục. Và năm 2021 này, chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất thế giới. Mục tiêu mà đạt được danh hiệu MDRT là một trong những mục tiêu quan trọng của các thành viên câu lạc bộ MDRT của Quảng Nam. Những khó khăn do dịch bệnh trong thời gian qua chắc chắn không thể khiến chúng ta chùn bước, mà ngược lại còn giúp chúng ta có thêm nhiều bài học kinh nghiệm và nỗ lực để tăng tốc chinh phục siêu danh hiệu MDRT 2022. Chúng tôi luôn đồng hành thực chiến cùng các bạn vì mục tiêu MDRT danh giá. Và mỗi người của chúng ta mà có được cái sự tập trung cao độ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng đỉnh cao để có thể thực hiện cái mục tiêu gì nhé. Khi bạn thực sự khát khao điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn. Các chị hãy đẩy mạnh hoạt động hàng ngày, hoàn thành mục tiêu tuần, vượt mức cam kết tháng, tận tâm, chuyên nghiệp, đẳng cấp toàn cầu. Và mọi người lúc nào cũng nói với nhau rằng là kiên trì thì cái gì nó cũng có. Sự thay đổi này là một bước ngoặt quan trọng để chúng ta tối đa hóa doanh số. Để hỗ trợ anh chị trong chặng đua nước rút khoảng 90 ngày này, công ty đưa ra rất nhiều chương trình thi đua hấp dẫn, các sản phẩm mới cũng như chương trình quà tặng cho khách hàng để mà hỗ trợ anh chị. Now, MDRT AA Group is number one in the world. So for AA Vietnam is really important. Trong phần trăm tập trung, kiên cường và tinh thần. Good luck and have a strong post in 2021.